Đêm 30 tháng 4 năm 2021, hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe gây náo loạn trên quốc lộ 1A ở Vĩnh Long. Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 4, nhận được tin của người dân báo trên quốc lộ 1A, đoạn trước khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, có hàng chục đối tượng nẹp pô xe máy inh ỏi, chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội kết hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bố trí lực lượng chốt chặn và đã kịp thời ngăn chặn khoảng 50 thanh niên chuẩn bị đua xe, cổ vũ đua xe, bắt giữ 11 xe máy và 13 đối tượng. Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày, cũng trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long cũng đã kịp thời ngăn chặn khoảng 60 thanh niên đang đua xe tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 22 xe máy và 26 đối tượng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.